Spinosaurus luôn được biết đến là một trong những loài khủng long ăn thịt có kích thước lớn, chỉ xếp sau T-Rex và Gigantosaurus. Gã khổng lồ này còn là đại diện cho một họ khủng long bao gồm rất nhiều loài khủng long nổi tiếng khác như Baryonyx hay Scomimus. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về Spinosaurus vì mình đã có làm một video riêng về loài này rồi. Các bạn có thể tìm lại ở trên kênh nhé. Còn trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu 10 loài khủng long Spinosauridae với hai phân họ là Spinosaurinae, Baryonychinae. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi nào. Spinosaurus và họ khủng long Spinosauridae. Phân họ Spinosauridae chính thức được xác lập sau khi một thành viên đầu tiên chính là Spinosaurus được định danh bởi Ernst Stromer năm 1915. Mặc dù bằng chứng về sự tồn tại của các khủng long họ này đã được phát hiện từ rất sớm vào đầu thế kỷ 19 tại Anh Quốc. Từ đó cho đến nay, đã có thêm nhiều hóa thạch của các Spinosaurus được phát hiện. Tuy nhiên, phần lớn đều không hoàn chỉnh dẫn đến các khó khăn trong việc định danh và phân loại. Các Spinosaurus đầu tiên đã xuất hiện từ giữa kỷ Jura và phát triển mạnh nhất vào nửa cuối kỷ Creta. Điều đáng chú ý là những hóa thạch của các khủng long trong họ này được phát hiện gần như trên toàn thế giới, từ châu Âu, Bắc Phi cho đến Nam Mỹ. Vào giữa kỷ Jura, Nam Mỹ, châu Phi, châu Nam Cực và châu Úc với những tiểu lục địa Ấn Độ vẫn còn liên kết trong siêu lục địa Gondwana. Có nhiều giả thuyết cho rằng các Spinosaurus đã từ châu Âu di cư đến Gondwana và xuất hiện trên toàn thế giới khi siêu lục địa bị chia cắt. Ngoài ra, một số Spinosaurus gần đây cũng đã được phát hiện ở châu Á và châu Đại Dương. Trong năm 2021, có đến 3 chi khủng long ở châu Âu được bổ sung vào họ Spinosauridae, trong đó có 2 chi được phát hiện hoàn toàn mới, đó chính là Ceratosuchus và Riparovenator. Chi còn lại, Camarillosaurus được tái phân loại từ một khủng long mang tên Ceratosauria. Các Spinosaurus đều có đặc điểm chung là có mõm dài giống cá sấu cùng bộ răng nhọn hình nón, có hoặc không có răng cưa, chi trước khỏe với các móng vuốt cong lên như lưỡi liềm, thường đi bằng hai chân và thích nghi với việc bắt và ăn cá. Một số loài có thể có các đốt sống lưng nhô cao lên tạo thành một cánh buồm. Các Spinosaurus có thể được chia làm hai phân họ, đó là Baryonychinae và Spinosauridae. Phân họ Baryonychinae. Baryonychinae là một nhánh hoặc phân họ Spinosauridae đã tuyệt chủng từ kỷ phấn trắng sớm ở Anh, Bồ Đào Nha và Niger. Vào năm 2023, nó bao gồm 7 chi: Ceratosuchus, Cristatosaurus, Protaclitis, Riparovenator, Scomimus, Scosaurus và Baryonyx. Baryonychinae là loài săn mồi to lớn, đi bằng hai chân với hộp sọ thon dài giống cá sấu và đầu hàm dưới xòe ra thành hình hoa thị mang răng hình nón, thường không có răng cưa và một rãnh tiền hàm rõ rệt. Chúng sở hữu các chi trước khỏe mạnh, hỗ trợ bàn tay có 3 ngón với móng vuốt được mở rộng ở chữ số đầu tiên, điều mà tên phân họ ám chỉ một cách gián tiếp. Các thành viên của nhóm này không giống như các loài có nguồn gốc từ Spinosaurinae, chỉ có cánh buồm thấp hoặc không có cánh buồm nào cả. Phân họ Spinosaurinae được đặt tên theo của Spinosaurus, bao gồm chính chi này và các họ hàng gần gũi, đó chính là Osalia, Irritator, Siamosaurus và Ichthyovenator. Đặc điểm chung của các khủng long trong phân họ này là chúng có cái răng dạng nón, thẳng và không có răng cưa với khoảng cách xa nhau. Tất cả các Spinosaurinae đều có xoang mũi nằm cao phía trên hộp sọ, điều này có thể đã hỗ trợ khi chúng chìm mình dưới nước. Baryonyx, phân họ Baryonychinae. Các bằng chứng đầu tiên của Baryonyx được phát hiện bởi một thợ sửa ống nước có sở thích sưu tầm các hóa thạch tên là William Walker trong một mỏ đất sét ở gần Oakley, Surrey, Anh Quốc. Ảnh mẫu vật sau đó được hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London. Năm 1986, loài khủng long này chính thức được các nhà khảo cổ Alan Tarik và Angela Milner mô tả và đặt tên là Baryonyx walkeri nhằm vinh danh người đầu tiên phát hiện được sự tồn tại của chúng. Cho đến nay, các mẫu vật này vẫn là một trong những bộ xương hoàn chỉnh nhất của một theropod được tìm thấy ở Anh Quốc, đồng thời giúp cung cấp một cái nhìn toàn diện nhất về một loài Spinosaurus.
Sau đó, nhiều phần hóa thạch khác của Baryonyx cũng được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước Anh, cũng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Xác định niên đại cho thấy Baryonyx sống ở giai đoạn Birimia đầu kỷ Creta, cách đây từ 125 đến 130 triệu năm. Các nhà khảo cổ nổi tiếng như Gregory Scott-Paul, Philip Tarquette hay Eric Buffetot cho rằng Baryonyx có quan hệ gần gũi với Spinosaurus, thậm chí thuộc cùng một loài. Tuy nhiên, Charik và Milner lại kiên quyết phủ nhận mối quan hệ giữa hai chi này do chưa có đủ bằng chứng. Mãi đến năm 1997, hai tác giả mới thay đổi ý định và công nhận sự liên quan giữa họ Baryonychidae và họ Spinosaurinae, nhưng cho rằng Baryonyx nên là chi đại diện cho họ khủng long này do có hóa thạch hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Đến năm 1998, sau sự phát hiện Suchomimus và Cristatosaurus ở châu Phi, Sereno và cộng sự chính thức công nhận Baryonyx là loài đại diện cho phân họ Baryonychidae nằm trong họ khủng long Spinosauridae, và phân loại này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Trong bộ hóa thạch đầu tiên của Baryonyx có các vảy hóa thạch của loài cá cổ đại Lepidot cùng với phần còn lại của một con Iguanodon chưa trưởng thành, do đó có thể dễ dàng suy đoán được chế độ ăn của loài này. Vẫn chưa rõ Baryonyx có chủ động săn các loài khủng long khác hay không, hay chỉ là một kẻ ăn thịt cơ hội, nhưng xét cấu tạo cơ thể chủ yếu phù hợp với việc bắt cá, nên giả thuyết thứ hai được ủng hộ nhiều hơn. Khác với các họ hàng của Spinosaurinae, Baryonyx không dành phần lớn thời gian dưới nước mà chủ yếu ở trên ven bờ để bắt cá. Suchomimus, phân họ Baryonychidae. Suchomimus tenerensis được phát hiện năm 1998 tại sa mạc Terene thuộc Niger, một quốc gia ở Trung Phi ngày nay. Loài khủng long có cái mõm giống cá sấu này sống cách đây 112 triệu năm vào đầu kỷ Creta, còn trưởng thành có thể đạt được kích thước đến 11 mét. Do đó, đây là một loài Spinosaurus có kích thước lớn thứ ba trong họ, chỉ sau Spinosaurus và Ocellaia. Mặc dù sống rất gần với người họ hàng nổi tiếng Spinosaurus, nhưng Suchomimus tenerensis lại có họ hàng gần gũi với loài Baryonyx hơn, cho thấy có khả năng trước đây chúng đã di cư một quãng đường khá dài từ châu Âu sang châu Phi. Giống như các khủng long họ hàng của mình, thức ăn chủ yếu của Suchomimus là cá, nhưng những bằng chứng hóa thạch đã cho thấy chúng cũng là một kẻ ăn thịt cơ hội. Ceratosuchus và Reperovenator, phân họ Baryonychidae. Ceratosuchus inferodius và Reperovenator munire cũng được phát hiện trong năm 2021 ở hệ tầng Wessex, có nguồn gốc từ giai đoạn Birimia đầu kỷ Creta, ngày nay là đảo Wight của Anh Quốc. Việc phát hiện cùng lúc hai chi tách biệt trong một họ Baryonychidae tại cùng một địa điểm không chỉ làm phong phú thêm sự đa dạng về chủng loài Spinosaurus tại vùng đất này, mà một lần nữa củng cố thêm giả thuyết về nguồn gốc của các Spinosaurus. Có khả năng các Spinosauridae đã tiến hóa tại vùng đất Laurasia trước khi di cư sang châu Á và phía Tây của siêu lục địa Gondwana trong giai đoạn đầu kỷ Creta. Cũng không loại trừ khả năng chính các Baryonychidae đã tiến hóa thành phân họ Spinosaurinae sau khi di chuyển về Gondwana và sự xuất hiện của Camarillosaurus, một dạng sơ khai của các Spinosaurinae, càng làm ủng hộ thêm cho giả thuyết này. Ichthyovenator, phân họ Spinosaurinae. Các hóa thạch của Ichthyosaurus lausensis có nghĩa là kẻ săn cá xứ Lào, được phát hiện năm 2010 tại tỉnh Savannakhet của Lào. Ban đầu, loài khủng long này được xếp vào phân họ Baryonychidae, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy chúng có quan hệ gần gũi hơn với Spinosaurus. Ichthyovenator sống cách đây 113 đến 125 triệu năm trước vào đầu kỷ Creta. Nó có thể dài từ 8,5 đến 10,5 mét và có thể nặng đến 2,5 tấn, với cấu tạo cơ thể phù hợp với lối sống dành phần lớn thời gian trầm mình dưới nước hoặc ven bờ để săn cá là món chính của chúng. Khác với các thành viên trong họ, Ichthyovenator không chỉ sở hữu một mà đến hai cái buồng trên lưng do phần gai sống bị lõm xuống ở phần hông. Đặc biệt, phần gai sống đuôi cũng cao hơn so với nhiều loài khủng long khác, chứng tỏ con vật này đã sử dụng cái đuôi như một mái chèo rẽ nước giống như cá sấu ngày nay. Irritator, vân họ Spinosaurinae. Sự tồn tại của chi khủng long này được biết đến khi một tay buôn lậu hóa thạch bán lại một hộp sọ gần như hoàn chỉnh cho bảo tàng lịch sử tự nhiên Stuttgart. Khi đó, hộp sọ này đã bị chỉnh sửa khiến việc phục dựng lại rất khó khăn,
và thái độ bực dọc của các nhà khảo cổ khi thực hiện công việc này cũng chính là nguồn gốc của cái tên kỳ quặc được đặt cho chi khủng long này là Irritator. Tên loài được đặt theo giáo sư Challenger, nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết The Lost World của Sir Arthur Conan Doyle, người phát hiện ra khủng long vẫn còn sống ở Amazon. Do nguyên mẫu hóa thạch được mua lại từ chợ đen nên rất khó xác định chính xác nguồn gốc. Nhưng bằng cách phương pháp truy vết, các nhà khảo cổ đã xác định được xuất xứ của nó là từ cao nguyên Araripe ở đông bắc Brazil, thuộc hệ tầng Santana, có niên đại cách đây 110 năm vào đầu kỷ Creta. Một loài Spinosaurus cũng được phát hiện trong cùng khu vực này và có niên đại với Irritator, đó là Angaturamalimai, và nhiều nhà khảo cổ đã xem cả hai loài này như một. So với các Spinosaurus khác, Irritator có kích thước tương đối nhỏ hơn với chiều dài chỉ vào khoảng 6,5-8m. Chúng có cấu tạo hộp sọ rất giống với Spinosaurus, đồng thời cũng có các răng dạng nón không có răng cưa thích hợp cho việc bắt cá. Lỗ mũi của chúng nằm cao gần đỉnh đầu, phù hợp cho việc bơi lặn dưới nước. Đây cũng là đặc điểm khác biệt so với Spinosaurus khi Irritator có lỗ mũi to và quay về phía trước nhiều hơn. Bên cạnh món ăn chính là cá, nó cũng có thể đã bổ sung các rực long vào chế độ ăn của mình. Một hóa thạch của một rực long sống cùng khu vực và thời đại của loài khủng long này đã được tìm thấy với một chiếc răng Spinosaurus trên đốt sống. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ràng Irritator chủ động săn các rực long để làm mồi hay chỉ ăn xác của những con đã chết. Osalia, phân họ Spinosaurinae. Chi Spinosaurus được đặt theo một vị thần, đó là thần Osala trong tín ngưỡng châu Phi. Nay đã theo chân những người dân nô lệ du nhập vào Brazil. Họ sống ở khu vực ngày nay thuộc đông bắc Brazil trong giai đoạn Sinomania ở cuối kỷ Creta, cách đây khoảng 93,9 đến 100,5 triệu năm. Bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của chúng cho đến nay là các khoáng thạch khai quật năm 99 tại đảo Cajun thuộc hệ tầng Alcantara. Osalia là theropod lớn nhất từng được phát hiện ở Brazil, với chiều dài ước tính khoảng 12 đến 14 mét và nặng từ 5 đến 7 tấn, có kích thước chỉ xếp sau Spinosaurus trong họ Spinosauridae và là chi có quan hệ gần gũi nhất với Spinosaurus trong danh sách này. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Robert Smith và cộng sự năm 2020 cho thấy chưa đủ cơ sở để tách Osalia quilombensis thành một chi riêng, mà đây chỉ là một kiểu hình khác của Spinosaurus aegypticus. Giả thuyết này cho thấy có khả năng vào giai đoạn Sinomania, khi Nam Mỹ và châu Phi vẫn chưa bị tách xa như ngày nay, các tổ tiên của Spinosaurus hoặc chính những Spinosaurus aegypticus đã bơi qua những eo biển hẹp chia cắt hai lục địa này vào Nam Mỹ và trở thành Osalia. Camarillosaurus, phân họ Spinosaurinae. Các hóa thạch của Camarillosaurus được phát hiện ở hệ tầng Camarillas thuộc tỉnh Teruel, Tây Ban Nha, có nguồn gốc từ giai đoạn Permia đầu kỷ Creta. Ban đầu, chi khủng long này với chỉ một loài duy nhất là Camarillosaurus siruhede được Barbara Sanchez Hernandez và Michael Benton xếp vào nhóm các khủng long Ceratosauria. Tuy nhiên, các nghiên cứu từ năm 2019 trở đi cho thấy các hóa thạch của chúng có nhiều điểm tương đồng với các Spinosaurus đã được phát hiện. Đến năm 2021, Camarillosaurus chính thức được xếp vào họ Spinosauridae. Như vậy, đây là loài Spinosaurus thứ 3 được phát hiện ở bán đảo Iberia cùng với Baryonyx và Volibona venetica. Siamosaurus chưa xếp phân họ. Siamosaurus sutitoni đã được đặt theo tên của nhà khảo cổ học người Thái Lan là Sutiton. Loài Spinosaurus này sống ở hệ tầng sao khoa thuộc giai đoạn Permia đầu kỷ Creta, cách đây từ 125 đến 129,4 triệu năm. Năm 1983, nhà khảo cổ người Pháp Eric Buffetot và cộng sự người Thái Lan là Rucha Ingavat đã mô tả một số răng hóa thạch có nguồn gốc từ hệ tầng sao khua, có niên đại từ giai đoạn Permia thuộc kỷ Creta thuộc khu vực tỉnh Khon Kaen, Vương quốc Thái Lan. Mặc dù khi đó vẫn chưa xác định được các hóa thạch này thuộc về loài nào, nhưng có khả năng đây chính là những bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của một khủng long họ Spinosauridae ở châu Á. Đến năm 1986, loài khủng long mới này được đặt tên là Siamosaurus sutitoni, có nghĩa là thằn lằn xiêm. Như vậy, Siamosaurus trở thành Spinosaurus đầu tiên sống ở châu Á và là một trong bốn loài khủng long phát hiện được ở Thái Lan. Sau đó, nhiều mẫu răng hóa thạch tương tự được phát hiện ở hệ tầng Khokrat, có niên đại trẻ hơn, nhưng các tranh cãi bắt đầu nổ ra khi nhiều nhà khảo cổ cho rằng chỉ dựa trên các mẫu răng hóa thạch là chưa đủ để công nhận nó là một thành viên của họ Spinosauridae. Cho đến khi nhiều phần xương hóa thạch còn lại được phát hiện,
đặc biệt là một phần xương ở hệ tầng Khokrat được nhà khảo cổ Samathi gọi là Fuguang Spinosaurus đã được phát hiện có nhiều điểm tương đồng với Baryonyx và Camarillosaurus, thì sự tồn tại của Siamosaurus với tư cách là một họ hàng của Spinosaurus mới dần được chấp nhận. Do các mẫu vật không đầy đủ nên chưa có sự nhất quán về kích thước ước lượng của Siamosaurus. Nhà nghiên cứu khủng long người Mỹ John Lessim cho rằng con vật có thể đạt đến kích thước 9,1 m. Tuy nhiên, các tác giả khác lại cho rằng chúng có kích thước nhỏ hơn. Gần đây nhất, Samathi ước lượng Siamosaurus có chiều dài chỉ vào khoảng 5 m. Valibona vernachic chưa xếp phần họ. Các hóa thạch của Valibona vernachic nằm trong bảo tàng cá nhân của một nhà sưu tầm hóa thạch người Tây Ban Nha, Juan Cano Forno ở thị trấn San Mateo. Dựa trên các mô tả về mẫu hóa thạch này của nhà khảo cổ người Tây Ban Nha, Fernando Gomez Fernandez năm 2019, Elizabeth Malafaya đã chính thức đặt tên cho loài mới này là Valibona vernachic cani nhằm tri ân Juan Cano Forno vì đã phát hiện và gìn giữ các hóa thạch này. Valibona vernachic có nguồn gốc từ hệ tầng Asil de Morella có niên đại vào đầu kỷ Creta, cách đây từ 125 đến 129,4 triệu năm. Đây là một trong ba loài Spinosaurus sinh sống ở bán đảo Iberia, cửa ngõ từ châu Âu tiến vào siêu lục địa Gondwana. Hiện tại vẫn chưa có đủ căn cứ để có thể xếp Valibona vernachic vào phân họ Baryonychinae hay phân họ Spinosaurinae. Vừa rồi là 10 loài khủng long thuộc họ Spinosauridae với hai phần họ là Spinosaurinae và Baryonychinae. Có bất cứ một góp ý gì, các bạn đừng ngần ngại bình luận ở phía dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả hoặc tham gia vào gói hội viên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.